Đánh giật bồ tao cho nổ thấy mẹ em luôn. La 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 la, chiều nay em đi câu cá về cho má nấu canh chua. Má đang hát mà, gì bay bay vậy? Đi chỗ khác chơi, đi chỗ khác, chỗ tôi đang hát. Bà mẹ nó lì nói hoài nó không nghe, đi ra lặt tay lái. Má, tao cảm thấy khó chịu với mày đó, cái con quần què, tránh xa tao ra. Đừng có đậu lên chân ga, đạp quá tốc độ công an bắt chết bây giờ. Tao nghỉ hát rồi quay phim chú quần què. Chuyến này xuống xe đập cho mày sanh bệnh luôn. Thấy mẹ mày rồi nè con, cái con ông gùi khốn nạn mày là điệp gián phải không? Ai phái mày tới đây chơi tao? Mày bay ra đây tới công chuyện với mày luôn. Ồ thì ra là mày ở đây, bay mệt rồi phải không? Bay nữa đi chị ông. Nâu 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 nâu, chị bay đi đâu đi đâu? Chiếc giày mới bông hơi bữa. Má giày tốt, đập cái nổ xe luôn.